Trong tháng 5 này, rất nhiều mẫu xe hiện đang được hãng hoặc đại lý áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá. Cặp đôi SUV 7 chỗ tiền tỷ Mitsubishi Pajero Sport và Toyota Fortuner cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Với Mitsubishi Pajero Sport, mẫu xe này đang được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 68 triệu cho bản hai cầu và 57 triệu với bản một cầu. Tuy nhiên, để đẩy bớt hàng tồn, một số đại lý quyết định hỗ trợ hẳn 100% lệ phí trước bạ cho mẫu SUV 7 chỗ này. Nhờ đó, khách hàng mua Mitsubishi Pajero Sport sẽ tiết kiệm được số tiền lên đến hơn 100 triệu. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, chương trình này chủ yếu áp dụng cho Mitsubishi Pajero Sport sản xuất năm 2022 nhằm giải phóng hàng tồn kho. Hiện Mitsubishi Pajero Sport tại Việt Nam có giá 1 tỷ 130 triệu với bản 1 cầu và 1 tỷ 365 triệu với bản 2 cầu. Tương tự Mitsubishi Pajero Sport Đối thủ cùng phân khúc là Toyota Fortuner, cũng được một số đại lý hỗ trợ 100% lệ phí trước bạn. Toyota Fortuner tại Việt Nam hiện có giá từ 1 tỷ lẻ 26 triệu đến 1 tỷ 47 triệu. Như vậy, với chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạn, khách hàng mua Toyota Fortuner vào thời điểm này cũng đút túi nhiều hơn 100 triệu. Từ đầu năm 2023 đến nay, Toyota Fortuner và Mitsubishi Pajero Sport cùng sở hữu doanh số không mấy khả quan, do nhu cầu mua ô tô của người Việt sụt giảm. Trong năm 2022, Toyota Fortuner từng là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, tình hình đã hoàn toàn đổi khác khi bước sang năm 2023. Trong tháng 4 vừa qua, hãng Toyota chỉ bán được 306 chiếc Fortuner cho khách hàng Việt Nam, giảm 76 xe so với tháng liền trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, người Việt đã mua 1.261 chiếc Toyota Fortuner. Với con số này, Toyota Fortuner hiện đứng thứ 2 trong phân khúc SUV 7 chỗ. Sau đối thủ Ford Everest bán 3.263 xe, đứng thứ ba trong phân khúc SUV 7 chỗ là Mitsubishi Pajero Sport với 126 xe đến tay khách Việt trong tháng 4, tăng nhẹ 8 xe so với tháng liền trước. Tổng cộng trong 4 tháng đầu năm nay, mới chỉ có 353 chiếc Mitsubishi Pajero Sport được bán tại Việt Nam, một con số khá khiêm tốn nếu so với Toyota Fortuner và Ford Everest Ngoài nhu cầu thị trường giảm sút. Còn một phần nguyên nhân khiến hai mẫu xe này hụt hơi trước Ford Everest, đó là đã lâu chưa được nâng cấp. Trong suốt thời gian qua, cả Mitsubishi Pajero Sport lẫn Toyota Fortuner đều giữ nguyên thiết kế. Riêng Toyota Fortuner chỉ thay đổi nhẹ về mặt trang bị nhưng giá lại tăng lên. Trong khi đó, Ford Everest được bổ sung thế hệ mới vào giữa năm ngoái, và nhanh chóng bật hẳn lên trong phân khúc. Với chương trình giảm giá kể trên, doanh số của Mitsubishi Pajero Sport và Toyota Fortuner có thể sẽ được cải thiện phần nào.